phun mê lắm. Và trước khi làm thử thách thì mình sẽ pha chế sữa chua, các bạn cùng đón xem nhá. Và bây giờ mình sẽ cho sữa chua này ra mâm nha mọi người. We'll be right back.
mình sẽ trừ rất chi là nó các bạn ạ. Mình không thể ăn nữa, mình xin lỗi tất cả các bạn. Mình đã không thể vượt qua thử thách này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Bye bye.